ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá em có sợ không? Dạ sợ, dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều, bạn thích quá là đó sao? Là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của bạn. Nên nhưng mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Chắc chắn là không chấp nhận. Mời nhà trai. Thôi, chào anh trai. Dạ em chào anh. Ngồi đi em. Rồi mời cô gái. Bây giờ thì đàn trai, nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phương Anh. Em sinh năm 1990. Hiện đêm nay em làm việc tại chuỗi salon tóc Nam với vị trí là quản lý cửa hàng. À. Dạ quê em thì ở Cần Thơ. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ luôn. Rồi còn em sao Vinh? Dạ em tên là Nguyễn Hữu Mai Trang. Năm nay 31 tuổi. Quê ở Kiên Giang và hiện tại là đang làm việc ở Phú Quốc. Em làm sales manager cho một cái resort ở Phú Quốc ạ. Trời, cái cô gái này nhìn cổ nhỏ so với tuổi quá nhiều luôn á. Dạ. Thực sự Vân tưởng cổ có 22, 23 thôi. Ai vậy cô nói tuổi Vân hết hồn luôn. Bên đây lúc đầu nhìn đâu tưởng 18 á. Em nói cái điểm mạnh của em và cái điểm yếu của em cho chị nghe coi. Dạ, điểm mạnh của em là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nên anh có thể thông cảm được với đối phương. Còn nhược điểm thì thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Em ăn nhiều. Ăn nhiều thì em lo được tại em biết nấu ăn. Ồ, hay quá. Em nấu ăn ngon lắm. Nấu ăn ngon lắm nha. Rồi ưu điểm còn gì nữa Phương Anh? Dạ ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết, biết hát, biết làm thơ, biết viết rap, viết nhạc. Dữ gì đó hả? Bây giờ đọc rap cho nó vui cái 2, 3. Trái tim anh chỉ có một và nó chỉ dành cho em. Tình yêu anh chỉ có một và nó cũng dành cho em. Em không cần phải lo lắng hay phải suy nghĩ gì thêm, bởi vì anh luôn bên cạnh dù bất kể là ngày hay đêm. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui. Hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Không biết là những bông hồng có đang ganh tị với em không, bởi vì tất cả lời anh nói nó xuất phát từ tấm lòng. I love you, you can love me. Bước đến nắm lấy tay anh và anh sẽ dắt cho em đi đến những thiên đường xa xôi, nơi mà chỉ có hai ta. Và cũng chính ở nơi đó, đối với anh em là tất cả. Anh biết anh không được đẹp, anh không được như người ta. Anh cũng không có nhiều tiền, cũng không phải là đại gia. Nhưng mà chắc chắn anh hứa mua cho em thật nhiều quà nếu như em gật đầu đồng ý, hai đứa mình sống chung một nhà. Dạ hết. Cưng quá, cưng rồi. Đó là cái ưu điểm của em đúng không? Dạ đúng còn rồi. Khuyết điểm có gì không Phương Anh? Dạ khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Có nghĩa là em biết hút thuốc, biết uống bia. Không, cái này nó chỉ là cái quá khứ thôi. Cách đây cũng chắc cũng khoảng tầm 6 năm. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc em khoảng tầm 23, 24 tuổi á. Thì hiện tại có thể nói là em hoàn thiện khoảng 90%. 90% rồi, thay đổi hết rồi. Dạ. Bà mối làm gì ngơ ngác gì, là thay đổi hết rồi. Chào chị. Chào cưng. Dạ. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi. 23 tuổi. Chơi mấy năm nè? Dạ em chơi khoảng tầm 3 năm á chị. Cái thời gian mà mình khoảng mình ăn chơi á, xong rồi cái mình bị mắc nợ rồi này kia. Rồi làm ăn thì đi xuống á. Thì ba với mẹ thì cũng chịu khó trả nợ cho em các kiểu. Trả hết nợ chưa? Dạ rồi, hiện tại thì trả hết rồi. Từ sau đó em mới rút ra bài học cho mình đó. Là không có ai mà ngoài ba mẹ mình. Đúng rồi, thì từ cái việc đó bắt đầu em tu chí trở lại. Dạ, em đi làm lại bắt đầu từ cái con số 0. Dạ. Giờ làm có tích cóp dư được chút nào không? Dạ, vừa đủ để lấy vợ. Rồi em đẹp trai như vậy chắc là em nhiều bồ lắm hả? Dạ thực sự thì nói chung là cái đó cũng chính là cái lý do mà em ế. Tức là vì đẹp trai mà ế. Dạ đúng rồi. Ế rồi mới lên đây để nhưng đi tìm. Mấy mối tình? Em có hai mối tình. Bây giờ cái người con gái mà em tiến tới đây nữa nè, em mong người con gái đó sẽ như thế nào? Em thì cái đòi hỏi của em nó không có cao. Em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Chị đặt ra hai giả thuyết. Ví dụ cái người con gái này á là ba mẹ em rất là đồng ý luôn. Dạ. Nhưng mà em không có rung động. Dạ. Và ngược lại, nếu như bây giờ em cảm thấy rung động mà ba mẹ em lại không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ nhất là em không có rung động mà ba mẹ em đồng ý á, thì em sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Ví dụ như ở bạn này ba mẹ mình đồng ý những điểm nào thì mình cũng sẽ chiều theo ba với mẹ. Và em nghĩ đó là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu á, thì cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ cả gia đình và cả bản thân của mình nữa. Cái thứ hai á, thì do mọi chuyện trong nhà là chuyện tình cảm hay là chuyện công việc gì đó thì ở trong nhà em là người quyết định.
Có nghĩa là cho dù ba mẹ không đồng ý người đó thì em cũng sẽ thuyết phục hết sức để mà em đến được với cái người bạn này. Dạ đúng không? Rồi. Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xem mắt thằng gái coi sao. Dạ em chào anh. Chào em gái dễ thương. Nãy giờ em nghe nói về cái quá khứ của mình á, em suy nghĩ thế nào? Em nghĩ thì bất cứ ai cũng có một quá khứ, nhưng mà miễn sao là hiện tại mình suy nghĩ hướng về tương lai là được. Nói chung là mình trải qua thất bại thì mình mới có thể cải thiện được bản thân mình để tiến tới thành công. Nhưng mà tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì cũng không có nhiều. Năm 2018 thì em mới có quen một bạn. Chính thức đúng không? Dạ đúng rồi. Người bạn mới chính thức quen bao lâu? Quen khoảng tầm một năm thôi. Khi mà chia tay thì bạn đó là người nói chia tay và cũng không có nói rõ lý do cho em biết. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em về cái người bạn trai thì em muốn như thế nào? Em thì em muốn có quen được một bạn cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình và cũng có một công ăn việc làm ổn định. Bên này đáp ứng được rồi đó. Thấy khoảng 90% rồi. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì có thể là cao bằng em hoặc cao hơn chút. Cơ thể thì khỏe mạnh. Khỏe, bên này khỏe lắm. Là bụng thì không có bự quá. Đầu thì không có để tóc dài. Ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá em có sợ không? Dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều bạn thích quá là đó sao? Đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của bạn. Nên nhưng mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Nè, hai con người này đứng là kế bên nhau nè. Hai người đều đẹp hết, nhưng một cái đẹp rất nam tính, một cái đẹp rất nữ tính. Làm sao mà so sánh được ông Linh đẹp hơn bà Dân hay là bà Dân đẹp hơn ông Linh được? Nói vậy không được, đúng rồi. Mặc dù trên thực tế thì Quyền Linh đẹp hơn Hồng Dân. Hồng Dân đẹp hơn Quyền Linh. Nói lộn. Bây giờ em đổi ý là đẹp hơn em thì em chịu. Nhưng mà nếu mà cái mặt của bạn ấy trẻ hơn em thì em không chịu. À xin lỗi, không có đâu ha. Em nhìn giống như con nít vậy đó, em đừng có lo. Trời đất ơi. Nói chung là hai người này cũng rất là bản lĩnh ngoài xã hội. Thành ra anh nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu để cảm nhận về nhau. Bây giờ mình nghe một chút góp ý của người thân đi. Đúng rồi. Hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh rể của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả khán giả tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nãy giờ qua xem chương trình thì em thấy hai bạn này là rất là xứng đôi. Thì em cũng hy vọng, cũng như gia đình, hy vọng hai bạn này sẽ có một cơ hội tiến đến xa hơn nữa. Còn riêng về vấn đề mà Phương Anh đẹp trai quá, em cũng đừng ngại, đừng lo. Đẹp nhưng mà hiền lắm. Dạ. Nên em cứ yên tâm, tốt bụng lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, coi chương trình dạ. Dạ. Em đi với ba mẹ là một người chị và hai người bạn của em. Dạ, kính chào MC Quyền Linh dạ. Và MC Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Tôi là mẹ của Mai Trang. Thì qua nãy giờ đó là quan sát cái chàng trai này thì tôi thấy là chàng trai này cũng hợp với con gái. Thì con nên cho bạn một cơ hội. Chú thấy được chú? Sau này hai người mà kết hợp nhau rồi á, chú có thể chịu nổi cái tính tình của con gái tôi không? Nó khó lắm. Dạ vậy. Cái này thì tính tình nào thì con cũng chịu được hết. Cái công việc của con nó tiếp xúc khá là nhiều người á, cho nên là con biết tính hết tất cả mọi người thì vậy sao con cũng chịu được hết. Cảm ơn chú. Con cảm ơn. Dạ. Ba rất là thực tế. Ủa em khó tính dữ lắm hả trời? Em thấy em đâu có khó tính gì đâu. Khó đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Nói chung là hai này dễ thương. Có thể trò chuyện nhau xem hợp hay không rồi mình tiến hành bấm nút ha. Dạ. Mở rào. Dạ. Bắt đầu đi Phương Anh. Dạ. Anh có món quà anh tặng em. Hy vọng là em sẽ vui với món dạ. quà này. Cảm ơn anh ạ. À. Em cũng có món quà nhỏ xíu xíu tặng bạn. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Mở ra cho mọi người thấy coi tặng quà có ý nghĩa gì không? Một chai nước hoa đúng không? Đúng rồi. Cái chai nước hoa đó thì anh mong là ví dụ sau này mình có hẹn hò với nhau á thì mỗi lần khi đi với anh á thì em sẽ sử dụng mùi nước hoa đó. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Món quà của em thì nhỏ thôi, nó là một cái đồng hồ cát. Em mong muốn là chúng ta sẽ sử dụng tốt cái quỹ thời gian của mình. Em thấy không, tuổi đó mà cái mặt rất là non nè, thấy không? Dạ. Không, em yên tâm đi em, về cái vấn đề mà ví dụ mà anh đẹp hơn em á không có chuyện đó đâu, tại vì ví dụ mà đi ra ngoài á em mà có đẹp á anh tự làm xấu mình. Bình thường thì anh có sở thích gì khi mà anh rảnh? Nếu mà rảnh mà áp lực nhiều quá thì anh hay làm thơ. À quên nữa, trong đó có một bài thơ em có thể mở ra đọc. Đúng rồi, anh yêu em, điều đó là sự thật. Ngay từ những giây phút đầu gặp nhau,
chờ đợi em đã từ biết bao lâu. Người con gái có nụ cười tỏa nắng làm tim anh chắc đêm nay sâu lắng, cứ nghĩ về hình bóng của người thương, làm tim anh cứ suy nghĩ vấn vương. Không biết anh có phải người em chọn, nguyện chở che bảo vệ em đến đoạn cuối con đường người đời gọi là tình yêu. Em đừng suy nghĩ chi nhiều, những lời anh nói là điều thật tâm. Mới nãy anh chia sẻ thì em có thấy là anh có yêu cầu là ba mẹ anh phải chấp nhận em thì mới được. Thì như vậy là anh có yêu cầu là khi mà về thì em phải làm dâu hay không? Tại vì anh là con một á, cho nên là chuyện làm dâu á thì chắc chắn là phải sẽ phải về. Như vậy là chắc chắn là anh sẽ phải ở Cần Thơ và không có đi nơi khác được. À, không, anh có thể anh làm việc ở nơi khác được. Đó là lúc mà anh chưa lập gia đình á. Còn nếu mà lập gia đình rồi thì anh muốn về lại Cần Thơ. Ủa nhưng mà em là quản lý resort thôi đúng không em? Dạ không, em chỉ là quản lý kinh doanh thôi. Kinh doanh của cái resort đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cần Thơ thiếu resort nhiều lắm. Quá đơn giản, dạ, phát triển về cái ngành, cái công việc của trước em. Trước đây thì em cũng có học, em học ở Đại học Cần Thơ, cũng có sống ở Cần Thơ một thời gian. Chuyện không có khó đâu. Bây giờ thế này nè, em có thể tiến gần lại nắm tay của gái ấy và để xem cái điện của cô ấy truyền qua mình thế nào, cảm xúc về con người thế nào. Đó, mạnh dạn lên. Nào, Phương Anh. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Cũng khá lâu anh không có được nắm tay phụ nữ. Dạ. Nên là cảm giác thì cũng khá là thích. À, thôi ở đây anh xin hát tặng em một bài hát. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em thấy thầy, em cảm thấy anh rất là mát, rất là chân thành. Mới nãy giờ em thấy mắt anh nó cứ ướt. Không biết có phải là anh xúc động quá hay không? Thật sự thì cũng có một chút. Em hy vọng là em cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ với anh những điều khiến cho anh mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Bây giờ các bạn có 30 giây để nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả mọi thứ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút kiểm tra và chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hôm nay được hẹn hò với nhau. Và hứa với hai bác điều gì đi? Thì trước tiên con xin cảm ơn hai bác về món quà mà hai bác đã tặng cho con ngày hôm nay. Thì con hứa là sẽ trân trọng món quà này và sẽ bảo vệ nó đến cuối con đường mà con đi. Con xin cảm ơn hai bác. Chưa có tặng đâu, mới gửi thôi. Nếu như mà bên em với anh ấy tiến tới được với nhau thì em cũng hy vọng là gia đình mình sẽ ủng hộ. Em sẽ cố gắng để cải thiện mình cho phù hợp với gia đình. Dạ, hôn cái này. Con xin phép hai bác cho con được hôn em. Rồi. Tôi còn thấy ông già dưới bấm coi ngày luôn nè. Coi tuổi đúng không bác? Thấy chưa? Ngồi bấm thôi. Coi tí sủ dần mèo thình tỉ ngon mùi thân. Coi tụi nó hợp tuổi không? Thấy chưa? Tôi để ý từng ly từng tí luôn. Nói chung là tất cả vì hai đứa hết. Rồi, chúc hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc.
Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Nhãn hàng Kimberly, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.